Phản ngựa anh Tiến này đang trong cái quá trình lật cây hương dài 11m60 các bác ạ. Rất là khủng long. Thì bên em xẻ được nửa cây rồi và nửa cây còn lại thì đang trong cái quá trình lật em nó để tiến hành xẻ các bác ạ nhá. Đấy, đang trong cái quá trình lật để xẻ đây ạ. Đấy, lật cây hương này, quá trình lật cây hương dài 11m60. Nửa cây thôi mà cũng khá là vất vả luôn các bác nhá. Nửa cây mà cũng khá là vất vả luôn rồi. Đang đến lúc hạ màn em nó xuống này các bác. Đấy. Rất là kinh khủng. Với dàn cẩu trục 35 tấn nhưng có thể cẩu được 50 tấn thì bên em đã lật em nó thành công. Đấy. Cái này là không những nguyên cây mà bên em xẻ được nửa cây rồi, chỉ còn lại nửa cây thôi các bác nhá. Đây. Còn lại nửa cây hương dài 11m60 thì chiều ngày nay và sáng ngày mai sẽ tiến hành xẻ nốt để phục vụ toàn thể quý khách hàng. À, thấy kinh khủng không ạ? Không những cẩu trục mà còn phải hỗ trợ xe nâng 8 tấn kéo từ phía sau nhé. Đấy, hỗ trợ kéo từ phía sau luôn các bác. Nó rất là dài. Các bác nhìn thấy nhá. Em Hương này, em đi cận cảnh này. Em đi cận cảnh cho các bác cùng xem này. Đấy. Thân xoắn này, nu mắt thì nhiều. Đấy, cho nên là chun xoắn của nó với cái điểm... chun xoắn của nó với được lên thăng điểm 10. Mà trên cả thăng điểm 10 thì nó giống như kiểu là chun đột biến đấy các bác ạ. Đấy. Giống như chun đột biến luôn. Thì cây hương này thì các cái em siêu phẩm của nó thì... Của cây hương này thì em có giới thiệu đến toàn thể các bác rồi. Thì hiện tại thì còn nửa cây bên công ty Hoàng Anh Tiến thì tiếp tục chiều ngày nay và sáng ngày mai sẽ tiếp tục xẻ. Nên là bác nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay đặt hàng trực tiếp nhá. Đặt hàng luôn trên dàn máy xẻ để bên công ty tiến hành xẻ các cái mạch cưa mà kích thước dày mỏng theo yêu cầu của các bác ạ. Đấy. Đang trong cái quá trình lật xong rồi và chuẩn bị dinh vào dàn máy xẻ, nâng luôn vào dàn máy xẻ thôi các bác ạ. Bên em sẽ tiến hành nâng vào dàn luôn. Đây là bác nào có nhu cầu hàng khủng, hàng VIP hoặc bác nào thích chơi hàng dài thì hãy nhanh tay liên hệ đến công ty Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở chính của công ty Hoàng Anh Tiến theo địa chỉ sau: cơ sở 2, đường tránh thành phố cầu Sông Tào, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.